đây là con gái của anh Thư hả? Đúng rồi. Mà chị coi nè, cái gương mặt nó sương sương, gò má cao cao, đẹp đẹp giống anh Thư mà. Đây, có hình thằng cha chụp với đứa con gái. Thấy bằng chứng của tôi uy tín và đầy chất lượng. Tên thật của hắn là Đỗ Kim Trọng. Jinsu cá cơm biển Đông mới. Nè, hết giận ba rồi đúng không? Rủ ba đi tập thể dục là ba hiểu rồi. Vậy ba giúp con chuyện đi, rồi con sẽ hết giận ba. Giúp chuyện gì? Bà thuyết phục mẹ để con đừng cưới thằng Khoa nữa nha. Không có được. Con mà không cưới thằng Khoa là gia đình mình phá sản. Mấy hôm nay ngân hàng gọi điện hối mẹ con rồi đó. Vậy thì bỏ cái chuyện xây bệnh viện đi. Ba mẹ là bác sĩ giỏi mà. Quản lý bệnh viện Vĩnh Yên thì nhà mình cũng đã sống vui vẻ rồi. Mà hả, ba mẹ cũng có tuổi rồi đó, sống phải biết hưởng thụ chứ. Gì mà cứ làm mấy chục năm mà làm hoài. Không cần xét nghiệm ADN em cũng biết á, ba con mình là ba con ruột nữa, ham chơi y chang quá luôn. Vậy ba thuyết phục mẹ nha. Không được đâu con. Cái bệnh viện này là tâm huyết của mẹ con mấy chục năm nay rồi. Ba không có xin nhê gì ở cái bệnh viện này đâu. Với lại bữa giờ gặp cái chuyện nhạy cảm quá, ba bây giờ mà loạn choạng là mẹ con xử ba liền đó. Thì ba cũng phải thử chứ. Đàn ông con trai gì đâu đụng chuyện cái là bỏ chạy à. Ba phải biết tất cả chuyện này là gì. Vì cái gì? Vì hạnh phúc của hai đứa con gái ba chứ vì cái gì. Cái gì hai đứa gái là sao? Ba còn chói nữa hả? Dù ba có chói cỡ nào á thì dòng máu của ba vẫn đang chảy trong người của chị đó. So với con hả, chị Trúc Mai phải sống cực khổ vất vả hơn nhiều. Cái này là cơ hội để cho ba bù đắp cho chị đó. Vậy cho nên á, ba nhất định phải thuyết phục mẹ là không được cưới con cho ông Khoa. Không được. Cho dù bây giờ ba có ủng hộ thì con Trúc Mai cũng không về bên đó làm dâu được. Mà ba thì không ủng hộ. Sao vậy? Bộ ba sợ quá Trà My hả? Còn nhiều chuyện khủng khiếp lắm, con không cần phải biết. Nói chung á là con Trúc Mai chắc chắn không lấy thằng Khoa. Ba cái gì mà nhìn tuyệt vọng dữ vậy? Chứ hỏi ai vậy? Dạ tôi là nhân viên kiểm tra đường dẫn ga chị ơi. Chào anh. Dạ dạ. Tôi mới chuyển tới, lần đầu gặp anh. Hèn chi nhìn chị lạ quá. À, dạ cho hỏi bếp ga mình ở đâu chị hả? Dạ tôi xài bếp từ mà, đâu có còn xài ga nữa đâu. À, dạ tôi là nhân viên kiểm tra toàn bộ hệ thống ga của tòa nhà này. À, hệ thống ga của mình tốt lắm nha chị. Vậy cảm ơn anh. À, dạ. À chị, ngoài trời nóng quá, không ấy cho em xin miếng nước đá nữa không? Ba nhất định không chịu kể hả? Rốt cuộc thì tại sao mà chị Mai lại không được lấy anh Khoa chứ? Mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều đã được trời định sẵn số phận rồi. Ngay từ ban đầu, số phận của con bé mặc định là mạng khổ. Cuộc sống của nó không suôn sẻ như cuộc sống của con. Có thể do mẹ ruột của nó không tích đức cho nó. Mẹ ruột của chị Mai làm gì mà ba hằng học dữ vậy? Ba thì cũng có tốt lành hơn gì đâu chứ. Cô ta muốn trói chân của ba, cố tình sinh con bé ra. Sau khi không đạt được mục đích của mình, chối bỏ trách nhiệm, từ bỏ con bé không thương tiếc. So với việc ngay từ đầu ba không muốn sinh con bé ra, Cô ta vô lương tâm hơn ba nhiều. Mà nè, con cũng đừng có tò mò quá đi. Con quan tâm làm gì? Số phận của con bé nó kể nó đi. Nên nhớ, những gì ba kể cho con nghe, con phải giữ bí mật, biết chưa? Không thích, con sẽ không giữ bí mật gì hết. Và kể từ giờ á, con cũng sẽ không theo phe của ba nữa đâu. Mời anh uống nước. Dạ. Dạ. Uống xong rồi, mời anh về. Chị cho hỏi con bé này là con anh này hả chị? Nó có em út gì không chị hả? Anh hỏi chi vậy? Tại thấy dễ thương cho nên hỏi thăm vậy mà. Chắc nó chừng 20 tuổi chị ha. Xong việc rồi, mời anh về cho. Nếu không á, tôi gọi bảo vệ đó. Dạ. Con vô lấy thư trước đi. Làm gì vậy? Sao lại lấy thư nhà người khác? Không có gì. Chú là ai vậy? Ủa, hình như con là em của Thanh Hà đúng không? Chú lộn người rồi. Không, sao lộn được, Thanh Hà làm chung công ty với chú mà. Con còn có đứa em trai nữa nè, đúng không? Tôi nói là chú lộn người rồi. Tôi là con một mà. Ủa? Con là con một luôn hả? Chú làm gì vậy? Tránh ra đi. Chú gì vậy? Dạ. Ông nhìn lộn con với ai á? Nhìn nó quen quen ta. Ok, thằng khốn này chỉ có một đứa con gái duy nhất. Chắc chắn là nó rồi. Hai cái máy ATM mà biết được sẽ vui lắm đây. Cuối tuần này lịch phẫu thuật khá dày. Nhớ liên hệ bác sĩ Long và bác sĩ Tân nha. Ủa không liên hệ đến bác sĩ Phong rồi hả chị? Ông mới lấy cái bằng tiến sĩ nên giá cao lắm. Dạ em biết rồi. Chào bà chị. Lần sau tới thì báo trước. Ê, hỏi tôi cho cố, bây giờ thái độ với tôi vậy là không được nha. Tôi mà bực tôi đem cái này về là coi như xong phim á. Tìm được gì rồi hả? Ê, tiền chưa trao mà cháu đã đòi múc là sao? Nhớ là hứa trả tôi gấp đôi đó. Thể hiện thành ý chút đi. Để xem trong đó có gì nữa. Nè. Quên. Công sức của tôi lãng vãng trước nhà hắn mấy ngày, bà chị làm cho tôi dư hơi lắm vậy. Gặp con của hắn rồi hả? Đứa bé còn sống sao? Có đúng là con của hắn với lại anh Thư không? Tôi cũng không dám chắc 100% nữa. Nhưng mà hắn có một đứa con cũng cỡ tuổi đó, là con gái một. Đưa tôi coi. Ừ. Hứa là trả cho tôi gấp đôi, đúng không? Đưa đây. Đây là con gái của anh Thư hả? Đúng rồi. Bà chị coi nè, cái gương mặt nó sương sương, gò má cao cao, đẹp đẹp giống anh Thư mà. Đây, có hình thằng cha chụp với đứa con gái. Thấy bằng chứng của tôi uy tín và đầy chất lượng. Tên thật của hắn là Đỗ Kim Trọng. Hắn gặp và làm quen Thi Anh lúc đang thực tập làm bác sĩ ở một bệnh viện ở Bà Rịa. Lúc đó Thi Anh đẹp nha, cho nên đàn ông gặp là kết thôi. Khứa này là bác sĩ nữa, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, tướng tá ngon lành. Cho nên tụi con nhà giàu nó gặp gái đẹp là hai đứa sáp dục thập với nhau. Chuyện bình thường. Nhưng mà xui cho Thi Anh. Nghe nói đâu lúc đó khứa này có mối nào đó sắp cưới rồi, cho nên lúc mà biết tin Thi Anh có bầu là bỏ quất ngựa truy phong, nhảy qua cưới con nhỏ nhà giàu liền. Bà chị có nhớ cái đoạn ghi âm mà tôi đưa bà chị nghe không? Nói chuyện với tôi thì chối bậy bậy, vừa nói chuyện xong là chạy đi gặp Thi Anh liền. Nhìn mặt là biết loại đàn ông hèn hạ rồi. Bởi vì cái chuyện mà nó nói về đứa con đã chết với Thi Anh chưa chắc là thật nữa. Có khi con của tôi nó cũng không biết sự thật đâu. Em đi! Hoa Vương xem sớm nhất trên VieON và 20 giờ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh V Channel. Hoa Vương xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VieON.